Tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Anh ấy đang ghen à? Chẳng phải anh ấy không còn yêu mình nữa sao? Anh làm cái trò gì vậy? Tôi hỏi cô đang làm cái trò gì thì đúng hơn đó. Tôi vẫn là chồng của cô. Tại sao cô thân mật với thằng khác trước mặt tôi hả? Ủa anh Quân, anh đang nói gì kỳ cục vậy? Tôi với Phước chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường mà thân mật như vậy hả? Tôi không tin. Tôi chưa nói xong, cô đi đâu vậy? Tin hay không là tùy anh chứ. Tôi nói cho anh biết, hồi trước anh với Thúy thân mật trước mặt tôi đó. Tôi có nói tiếng lớn tiếng nhỏ nào không? Sao bây giờ anh khó chịu với tôi quá vậy? Với lại bây giờ cuộc sống của tôi với anh đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Anh làm ơn để cho tôi được yên đi nha. Cô vẫn là vợ của tôi. Nếu cô qua lại với nó hay bất cứ một thằng đàn ông nào thì tôi sẽ giữ bé Nhi. Cô không có được quyền nuôi nó nữa đâu. Sao anh đang nói kỳ cục quá vậy? Ở đâu ra cái quyền anh nuôi con? Tôi nói cho anh biết, bé Nhi á, nó không có cha. Cha nó đã chết rồi. Chết từ cái lúc mà nó còn nằm trong bụng mẹ đó. Còn anh đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu. Tôi chưa nói xong, đi đâu vậy? Anh bỏ tay tôi. Sao ra? Sao cô qua lại với thằng khác hả? Tôi không buông ra. Buông ra. Anh, mày làm gì em gái tôi vậy? Hả? Tao đã nói với mày rồi, không được tới đây làm phiền nữa. Mày không nghe hả? Mày biết hả? Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày một trận. Tôi là chồng của cô ta. Mày nói cái gì? Cái gì? Mày đủ tư cách làm chồng của nó hả? Tôi là chồng của cô ta rồi sao? Cái gì vậy? Tôi đã hại. Chết ra. Cút ra. Qua, con Trang dẫn anh vô nhà. Mày có chừng mày nghe. Nghe không? Vô đi anh. Hai đứa nghe không? Còn cậu, cậu tới đây làm phiền gia đình tôi chi nữa vậy? Nếu cậu đã quyết định ly hôn rồi thì dứt khoát đi. Cô ấy vẫn là vợ của con. Con không muốn cô ấy qua lại với bất cứ một thằng đâu nào khác. Cậu đúng là ích kỷ mà. Cậu với con Trang không còn là gì nữa hết. Cho dù là chưa chính thức ly hôn nhưng mà dứt khoát chấm dứt hết rồi. Con Trang nó không coi cậu là chồng. Quan tâm thôi mà làm thấy ghê vậy. Trang, ra đây cho tôi. Anh định phá nhà tôi phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi đã nói với anh rất là nhiều lần rồi. Tôi và anh không còn liên quan dính dáng gì với nhau hết á. Anh đi về đi. Sao anh cứ kiếm tôi hoài vậy? Chừng nào anh mới để cho tôi yên? Tôi không đến để tranh cãi với cô. Tôi đến để đón bé Nhi. Sao anh nói như vậy được hay vậy? Bé Nhi nó là con của tôi. Tôi không để cho anh đưa nó đi đâu hết. Nó cũng là con của tôi. Tôi muốn nó sống được sung sướng, không phải ở một không gian chật hẹp tù túng như vậy. Còn nếu cô muốn giữ nó thì về với tôi. Anh lấy cái tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi nói cho anh biết, cha bé Nhi chết từ lâu rồi. Chết từ lúc á mà bỏ vợ bỏ con đi theo người con gái khác. Tôi không quan tâm còn nghĩ gì hết á. Mục đích duy nhất của tôi á là đến đó với Nhi. Mày lấy cái quyền gì mà đòi bé Nhi hả? Mày không xứng đáng làm cha của nó. Tao thách mày đụng tới bé Nhi đó. Mày thử vô đụng đi, coi tao sẽ làm gì mày. Anh thì làm gì được tôi hả? Mày á, mày tới đây làm phiền em gái tao nữa, tao không tha cho mày đâu nghe. Không tha thì làm cái gì tôi hả? Hai người thôi. Nó là mà. Con của tôi. Tôi muốn làm cái gì là chuyện của tôi. Trời, tao thách mày đụng tới bé Nhi đó. Mày đụng đi. Nó là con của tôi, anh lấy gì cấm cản hả? Mày thôi quyền, anh ơi, anh ơi, mày anh ơi. Anh ơi, buông anh ra. Ơi, anh ơi. Buông anh ra. Thôi anh. Để cho tao biết em quả nha. Em chết cho anh rồi. Cái thằng khốn nạn này mà em muốn tha cho nó nè hả? Em chết nè. Mày coi chừng mày với tao nghe. Hãy